giữa năm nay. Đây là dự án cần cơ chế đặc thù để thực hiện nhanh, tạo không gian phát triển mới cho Hà Nội và nhiều đô thị vệ tinh, qua đó góp phần kết nối các tuyến quốc lộ, cao tốc hướng tâm, thay cho đường Vành Đai 3 đã quá tải trầm trọng. Dự kiến đường Vành Đai 4 dài hơn 112 km, nằm trên địa phận thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Dự án có quy mô 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành hai bên, và có 60% tuyến đường đi trên cao được triển khai theo hình thức đối tác công tư PPP với tỷ lệ vốn nhà nước tham gia không quá 50% tổng mức đầu tư. Thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh sẽ là chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa phận của từng địa phương. Vành đai 4 được thực hiện thì không phải Hưng Yên phát triển mà các tỉnh lân cận của Hưng Yên là rất phát triển. Tuy nhiên thì cái nguồn lực để giải phóng bằng thì vẫn đề nghị Trung ương hỗ trợ, còn toàn bộ các đường bên khoảng gần 2.000 tỷ thì Hưng Yên chúng tôi là cam kết để chúng tôi thực hiện xây dựng cái đường bên đó để tạo sự đồng bộ giữa phát triển đường cao tốc và các đường bên để phát triển các khu công nghiệp, các khu đô thị. Theo các chuyên gia, Vành đai 4 là cao tốc đô thị, là hạ tầng dùng chung kết nối nhiều khu đô thị của nhiều tỉnh thành. Nguồn tiền đầu tư xây dựng rất lớn nên cần phải có cơ chế đặc thù riêng. Nó là kiến trúc cảnh quan, nó không phải một cái giao thức đơn thuần. Vì thế mà mặt cắt của những tuyến đấy cũng phải để xem xét. Bởi vì nó còn đường vành đai, nó còn đường gom, đường để đi xuống các khu đô thị khác nữa. Việc lấy đất ở vành đai 4 cũng khác những cái dự án khác, cần phải có cơ chế đặc thù của đó. Chúng ta không thể đủ vốn liếng một lúc lên 190 mấy ngàn tỷ, như thế mà 90 mấy tỷ cái số không phải là chuyện đùa. Với cái tổng chiều dài đến 102 cây số như thế mà muốn hoàn thành nhanh để phát triển được kinh tế thủ đô và chia sẻ với các vùng cũng như là tránh cái hiện tượng ùn tắc ở nội đô ấy, thì cái đó phải làm càng nhanh càng tốt. Và muốn như vậy thì cái cơ chế dùng PPP hoặc là BOT hiện nay là cơ chế cần phải thực hiện. Đại diện thành phố Hà Nội cho biết đã tổng hợp lấy ý kiến của các chuyên gia để lập báo cáo tiền khả thi. Sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi của hợp phần số 3 xây dựng đường cao tốc theo hình thức PPP được phê duyệt, thành phố sẽ lập hồ sơ mời thầu và dự thảo hợp đồng để lựa chọn nhà đầu tư. Sân bay thứ hai của Hà Nội dự kiến đặt tại phía nam thủ đô, ngoài vành đai 4, thuộc địa bàn huyện Thường Tín và Phú Xuyên, gần với cao tốc Bắc Nam và đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong tương lai.